Anh em mình đi xe thôi, tiết kiệm xăng. Báo cá cho anh Hà lắc thử. Và xăng nó đắt. Xăng đổ 70.000 hai vòng quanh về đây lại. Đó, tưởng là đẹp trai rồi. Vừa uống bia nên cái đỏ ngay. Thôi kiểu này có khi săn năm anh về tới nhà. Đấy nó nhau rồi. Báo cá chơi Hà Lãng Tử đẹp trai. Cái gì? Cái gì mà cứ lại? Gọi bà Phương cân chưa? Để em gọi bà quay ra. Bà mõm. Nó có ỉa đâu. Phê. Cười cái thế nào. Hello, chào chú Chính ấy nào. Hôm nay đội tiên phong này đẹp trai nhá. Không. Đội tiên phong này đẹp trai. Có đuôi sao anh? Mồm mà. Đẹp nhỉ. Ôi anh ơi, bạn người ta phải trao từ đít, ai đã trao từ đầu. Lần sau rút kinh nghiệm nhá. À, đóng cái này thì ra thì đi giấu. Tao định kèo mỗi cái lưỡi tao thôi. Nước của anh à? Kèo mỗi cái lưỡi của mình thôi. Nước của anh à? Không biết, trông giống lắm. Chỉ kèo mỗi cái lưỡi mà thế đéo nó cá con cá nó vào. Ờ nha, cái lưỡi này của anh Công thì chia đôi cho anh nửa nha. Cọc mõm rồi. Yên tâm đối công tác cũ kìa. Đẹp. Xem phải dám lớp phao của anh. Phải đòi em khổ này, phải đòi thế. Thôi nha, chào cụ nha. Ồ, em vẫn còn ốc nha. Cụ nào không mua được thì cứ alo em nha.